trên đã từng xuất hiện không ít những clip cắt bố trong con và cái kết hài hước thu hút sự chú ý của nhiều người. Không thể phủ nhận, đa phần cánh mày râu không mấy khéo léo, thậm chí lúng cuống khi phải chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, bằng tất cả tình yêu dành cho con, sự nhanh trí và sáng tạo, các ông bố vẫn kiểm soát được tình hình. Mới đây, lại thêm một đoạn clip ông bố trẻ dỗ con khóc theo cách chẳng giống ai đã nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Theo đó, trong lúc chỉ có hai bố con ở bên nhau, cậu bé bỗng khóc ré lên. Ông bố trẻ lầy lội bắt chước hành động y hệt như cậu con, cũng cúi mặt xuống rồi gào lên. Thấy bố khóc còn to hơn cả mình, cậu bé nín bặt, ngước lên nhìn với ánh mắt khó hiểu. Ủa, tôi khóc có gì hay mà ông cứ khóc theo tôi hoài vậy? Dân mạng xem xong cũng phải phì cười vì sự sáng tạo và lầy lội của ông bố trẻ. Đồng thời, mọi người cũng suýt xoa vì cậu bé trông rất đáng yêu. Cưng quá! Ai nói bố không biết dỗ con nào? Chị này đích thị đẻ thua rồi ha ha. Trong hai bố con như đúc từ một khuôn kìa. Tôi khóc ông phải dỗ dành chứ. Hừng. Mặt hai bố con này bét giải trí luôn. Ê, hồi đó tôi giữ con nít tôi cũng hay vậy á. Rồi tụi nó nhìn tôi như thú lạ. Nó la mình la theo thử xem ai la to hơn. Cách này có vẻ hay ha ha. Ôi trời, nhiều lúc hai đứa nhà tớ cùng khóc, tớ dỗ không được cũng ôm chúng mà khóc theo. Thế mà chúng nó lại im. Ha ha. Ba đáng ghét thật chứ. Chỗ người ta khóc. Ông bố nhây dễ sợ. Ôi, cái biểu cảm cưng quá. Ngước lên nhìn bố kìa ha ha. Hiện tại, đoạn clip này vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thế mới thấy, dù không khéo léo như mẹ nhưng các ông bố vẫn luôn có những phương pháp đặc biệt để dỗ dành con đấy nhé.